Xin chào, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Vidia Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các anh em một dàn karaoke đang là best seller trên thị trường các thiết bị âm thanh. Một dàn karaoke giúp các anh em giải tỏa những muộn phiền trong cuộc sống, áp lực trong công việc và giải phóng đi những phần năng lượng tiêu cực nhé. Với tầm giá 5x cũ, các anh em sẽ sở hữu được gì? Một dàn karaoke với chất lượng âm thanh cực chất, hình ảnh sinh động, được phối ghép và cân chỉnh bởi những chuyên gia âm thanh giàu kinh nghiệm, tích hợp nhiều tính năng như xem phim, nghe nhạc, mang cả thế giới giải trí về nhà, được thiết kế hiện đại, sang trọng, được phối ghép bởi những thương hiệu nổi tiếng, giúp nâng tầm không gian giải trí tại nhà. Chỉ với một vài thiết bị đơn giản sau đây: Amly AVRX 250BT, bộ kiểm soát nguồn BF Audio BF10 Plus, mixer BF Audio K3000 Plus, đầu karaoke Himedia Queen 10 Pro, micro karaoke BF Audio J11, la karaoke Jamo S805, sub karaoke Jamo S808, mixer BF Audio K3000 Plus, chống hú lên tới 98%, xử lý giọng hát mượt mà. Amly AVRX 250BT cho hiệu suất âm thanh cao, hỗ trợ kết nối Bluetooth dễ dàng. Sự kết hợp giữa Amly và mixer giúp âm thanh đa loa được tái hiện một cách chính xác nhất, mạnh mẽ nhất, nhạc ra hài hòa giữa tiếng ca và beat nhạc. Đầu karaoke Himedia Queen 10 Pro với thiết kế thông minh, hình ảnh sắc nét, nguồn nhạc phong phú, hỗ trợ hát karaoke online và offline. Micro không dây với thiết kế mang vẻ sang trọng hiện đại cùng với khả năng hút âm cực kỳ tốt, chống hú cực kỳ cao, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho các anh em. Loa karaoke trang bị loa treble ở tần số cao cùng với loa bass cân bằng ở các âm trầm, mang lại trải nghiệm ca hát cực feel. Loa sub với bộ bass 2 tấc cho âm bass khủng, phủ âm đầy phòng, nhạc đầy lực hơn. Bên cạnh đó, dàn karaoke 5X 2019 có thêm bộ kiểm soát nguồn, các anh em không lo cháy nổ hay sốc nhiệt khi đang sử dụng. Ngoài ra còn có tính năng chống sét và tự động cắt nguồn khi có sự cố xảy ra, giúp bảo vệ nguồn điện của gia đình một cách tối đa nhất. Dàn karaoke Vidia 5X 3-trong-1 sẽ giúp các anh em thỏa mãn những nhu cầu ca hát, nghe nhạc và xem phim. Với giá 53.868.000, anh em sở hữu ngay dàn âm thanh chất lượng cao và được bảo hành tới tận 10 kỳ. Vidia đang có chương trình quà tặng khuyến mãi siêu hấp dẫn khi mua dàn karaoke Vidia 5X 2019. Anh em được tặng kèm những phần quà hấp dẫn lên đến 5.500.000 đồng. Tặng full dây loa Monster, dây AV xịn, dây Canon xịn, dây HDMI xịn trị giá 2.050.000. Tặng giá treo hoặc chân loa trị giá 800.000. Tặng chân đế micro bằng kính sản xuất độc quyền tại Vidia trị giá 500.000. Công lắp đặt thiết bị từ A đến Z, khi mua và bảo hành tận nơi 10 kỳ, trong khi xài trị giá 1.750.000 đồng. Tặng cùng loa trị giá 100.000. Tặng sách hướng dẫn cân chỉnh âm thanh trị giá 300.000. Đặc biệt, anh em còn được bao cân chỉnh âm thanh trong vòng 1 tuần đầu hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đặt hàng ngay để nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại Vidia. Hãy để lại số điện thoại bên dưới comment, sẽ có nhân viên gọi lại và tư vấn cho các anh em. Hoặc gọi đến số hotline 0902 799 186 để được hỗ trợ. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Vidia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo.